Mở rộng điều tra đường dây đánh bạc nghìn tỷ dưới hình thức game bài Rick Vip, cơ quan điều tra công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm 4 đối tượng, trong đó có hai lãnh đạo thuộc công ty cổ phần thanh toán điện tử VNPT. Hai lãnh đạo thuộc VNPT là Châu Nguyên Anh, giám đốc điều hành công ty cổ phần thanh toán điện tử VNPT và Phạm Quang Minh, giám đốc kinh doanh VNPT ePay. Cả hai đều bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc. Theo thông tin ban đầu, những bị can nêu trên bị khởi tố điều tra do có liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ nạp tiền đánh bạc bằng thẻ cào cho đường dây tổ chức đánh bạc Rigvip và mua bán trái phép hóa đơn nhằm hợp thức hóa số tiền do phạm tội mà có.